Olympic 2024, chất lượng nước sông Sen cản trở việc tập luyện của vận động viên. Olympic 2024, Nadal thua nhanh Djokovic sau hai ván trắng. Hà Thị Linh nhận thất bại đáng tiếc dừng bước ở vòng 16. Nguyễn Huy Hoàng không vượt qua vòng loại tại Olympic Paris 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức tổng hợp về Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 7, trận đấu quần vợt giữa Djokovic và Nadal ở vòng 2 đơn nam Olympic Paris 2024 được người hâm mộ đặc biệt quan tâm bởi danh tiếng của hai tay vợt. Nhiều người vẫn coi đây là trận đấu siêu kinh điển của quần vợt thế giới dù phong độ của cả hai đã đi xuống. Cuộc chiến thứ 60, Novak Djokovic và Rafael Nadal chỉ mất ít thời gian phân định thắng thua. Trong đó, Djokovic chỉ mất một điểm trong set đầu tiên với phần thắng cách biệt 6-1 trước Nadal. Thực tế, sự chênh lệch đã thể hiện ngay từ những đường bóng đầu tiên trên sân Philip Churchill khi Djokovic hoàn toàn chiếm ưu thế. Bước sang set 2, Nadal đòi lại được một break trong set đầu thứ hai và răng co với Djokovic trước khi thất bại 4-6. Với Djokovic, thế vận hội này gần như chắc chắn là cơ hội cuối cùng để anh giành huy chương vàng Olympic. Với chiến thắng này, Djokovic đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Nadal ở thành tích đối đầu sau 18 năm kể từ trận đấu đầu tiên trong số 60 trận đối đầu của bộ đôi này. Hai tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại khép lại màn đối đầu thứ 60 của nhau để Djokovic tiếp tục chiến thắng 2-0 sau 1 giờ 43 phút. Qua đó, Djokovic dẫn trước với tỷ số 3-1-2-9. Tây vợn người Sepia đã phục thù thành công trước Nadal ở đấu trường Olympic khi ngôi sao 38 tuổi người Tây Ban Nha từng đánh bại danh thủ Sepia nhỏ hơn anh một tuổi trên hành trình giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008. Sau chiến thắng trước Nadal, đối thủ của Djokovic là người chiến thắng trong cặp đấu của Dominic Koeffer và Matteo Anandi ở vòng 3. Chiều ngày 29 tháng 7, nữ võ sĩ Hà Thị Linh bước vào trận đấu gặp Zhang Weilu trong khuôn khổ vòng 16, hạng cân 60kg nữ môn boxing tại Olympic Paris 2024. Nữ võ sĩ Việt Nam đã dừng bước ở vòng 1 trên 8 sau khi thua trước đối thủ. So với đối thủ phiêu mà Hà Thị Linh đã đánh bại ở vòng 1 trên 32, tay đấm Zhang Wenlu Trung Quốc được xem là một thử thách lớn. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Zhang Wenlu đang xếp thứ tư và đang sở hữu thành tích tốt khi chỉ để thua duy nhất một trận trong 10 trận đấu gần nhất. Dù phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn, nhưng Hà Thị Linh nhập cuộc rất tự tin. Trong hiệp 1, đại diện của Việt Nam thi đấu gần như ngang với đối thủ. Lối đánh chủ động giúp Hà Thị Linh không bị lép vế. Ngược lại, có những thời điểm tay đấm sinh năm 1993 chiếm được thế thượng phong trước đối thủ. Dẫu vậy, đại diện của Trung Quốc vẫn tỏ ra nhìn hơn. Kết thúc hiệp 1, Yang Wenlu được 5 điểm 10, trong khi Linh được 5 điểm 9. Bước sang hiệp 2, Hà Thị Linh gia tăng áp lực, tiếp tục áp sát nhằm hạn chế sải tay dài của đối thủ, tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Dù vậy, Yang Wenlu phòng ngự rất tốt, những tình huống phản công phần nào khắc chế được lối đánh của Hà Thị Linh. Kết thúc hiệp 2, số điểm không có nhiều khác biệt khi Yang Wenlu tiếp tục được 5 trọng tài chấm 10 điểm, còn Hà Thị Linh được 5 điểm 9. Bước vào hiệp đấu thứ 3, quyết định, đại diện của Việt Nam buộc phải lựa chọn lối đánh tấn công mạnh để săn lấp khoảng cách với điểm, tìm kiếm chiến thắng Trung cuộc. Ở hiệp đấu thứ 3, lối đánh cùng quyết tâm của Hà Thị Linh đã cho thấy hiệu quả, nhưng Yang Wenlu vẫn là đối thủ khó nhằn. Sự lão luyện, kinh nghiệm dày dặn giúp tay đấm người Trung Quốc không bị dồn ép quá nhiều Kết thúc hiệp 3, Hà Thị Linh được một trọng tài chấm 10 điểm, nhưng Zhang Wenlu có đến 4 điểm 10, qua đó giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 5-0. Dù dừng bước ở vòng 16, nhưng Hà Thị Linh đã có màn trình diễn rất ấn tượng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nằm trong top 5 tay đấm dẫn đầu. Trong lần đầu tiên tham dự một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh như Olympic Paris, nữ võ sĩ sinh năm 1993 đã cho thấy bản lĩnh, sự quyết tâm, một phong độ ấn tượng. Với niềm đam mê boxing, hành trình của Hà Thị Linh vẫn sẽ được tiếp tục và chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt. Chiều ngày 29 tháng 7 theo giờ Việt Nam, kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng đã không thể vượt qua vòng loại nội dung 800m tự do nam tại Olympic Paris 2024. Anh chỉ đứng thứ 5 tại nhóm 1 với thời gian 8 phút 8 giây, kém xa thành tích, giúp anh có huy chương đồng ASEAN 19 và chuẩn A-Olympic 7 phút 51 giây 44. Kết quả thấp khiến Huy Hoàng không thể vào chung kết, dành cho 8 vận động viên thành tích tốt nhất vòng loại. Sau 4 lượt bơi, Huy Hoàng đứng thứ 28 trong tổng số 31 kinh ngư, kém vị trí thứ 8, 23 giây 80. Kinh ngư áo Felix Alboek xếp thứ nhất, lượt bơi thứ nhất, cũng không có vé vào chung kết khi đứng thứ 13. Huy Hoàng thi đấu ở lượt bơi thứ nhất cùng 6 đối thủ. Anh xuất hiện tại bể bơi với mũ trắng quần đỏ. Anh xuất phát không tốt như thường thấy. Cùng việc thi đấu ở làn 2 phía ngoài cũng khiến Huy Hoàng bất lợi hơn các đối thủ. Sau 50m, Huy Hoàng đứng thứ 5 với 27 giây 72. Vị trí được duy trì suốt 300m đầu, với khoảng thời gian kém vị trí dẫn đầu gần 3 giây, rồi gần 4 giây sau 400m. Khoảng cách ngày càng gia tăng khi các đối thủ duy trì tốc độ luôn trong ngưỡng 1,65m mỗi giây – con của Huy Hoàng chỉ khoảng 1,6 m. Sau 600 m, Huy Hoàng bơi mất 6 phút 35 giây 62, kém top 3 gần 6 giây, con thứ nhất là gần 9 giây. Đến 100 m cuối, Huy Hoàng cố gắng bứt tốc nhưng không thể tạo khác biệt. Trước khi cán đích ở 8 phút 8 giây 39, vận động viên áo Al Felix Alboy về nhất, hơn Hoàng 19 giây 9, xếp sau là Carlos Benito 7 phút 50 giây 7. Lucas Hevio 7 phút 51 giây 51. Thành tích tại chiều nay của huy hoàng ở vòng loại 800m tự do kém 18 giây 95 so với thông số đạt chuẩn A à Olympic 2024 của anh là 7 phút 51 giây 44. Thành tích giành huy chương đồng Asia 19 tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2023. Thông số trên của Huy Hoàng kém tới 20 giây 19 so với thành tích cá nhân tốt nhất lập tại Olympic trẻ 2018. Huy Hoàng còn thi đấu một nội dung ở vòng loại 1.500m tự do, dự kiến diễn ra vào 15 giờ ngày 3 tháng 8. Tại Olympic Paris 2024, Huy Hoàng với cấp phần thi 800m và 1.500m tự do là một trong hai vận động viên Việt Nam thi đấu hai nội dung. Ngày 29 tháng 7, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã thông báo hủy buổi tập tiếp theo dành cho các vận động viên ba môn phối hợp bơi đạp xe chạy bộ do chất lượng sông xe chưa được cải thiện. Như vậy, hoạt động tập luyện cho nội dung thi đấu này đã bị hủy ngày thứ hai liên tiếp. Trước đó một ngày, ban tổ chức cũng thông báo hủy buổi tập luyện dành cho các vận động viên ba môn phối hợp do chất lượng sông sen không đảm bảo, cho rằng các trận mưa trong những ngày gần đây có thể cuốn theo nước thải chưa qua xử lý xuống sông. Đến ngày 29 tháng 7, ban tổ chức cho biết chất lượng nước vẫn ở dưới mức dưới tiêu chuẩn cho phép, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của các vận động viên. Theo kế hoạch, cuộc thi 3 môn phối hợp dành cho Nam bắt đầu vào ngày 30 tháng 7. Cũng theo ban tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, nếu chất lượng nước sông sen không đạt tiêu chuẩn, kế hoạch B sẽ được áp dụng. Theo đó, lịch thi bơi có thể phải lùi trong vài ngày hoặc chuyển địa điểm tổ chức sang sông Magne đoạn chảy qua thành phố Varso Magne phía đông Paris. Theo Le Monde ngày 29 tháng 7, cơ quan khí tượng Pháp đã ban hành cảnh báo thời tiết cho Paris và các khu vực xung quanh với nhiệt độ cao tới 35 độ C dự kiến xảy ra vào ngày 30 tháng 7 khi Olympic Thế vận hội 2024 đang diễn ra tại đây. Cơ quan này đã đưa ra báo động vàng mức thứ hai trong bốn mức khi một đợt nắng nóng ập đến từ miền nam nước Pháp. Cảnh báo này được ban hành đặc biệt vì tình trạng rất nóng trên khắp Paris được dự báo sẽ kéo dài qua đêm với nhiệt độ dự kiến không giảm xuống dưới 22 độ C từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7. Mức cảnh báo vàng có nghĩa mọi người nên chú ý đến tác động của nhiệt khi chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động thể chất khác. Cơ quan này cho biết, thời tiết nắng nóng sẽ khiến các vận động viên Olympic tham gia các sự kiện ngoài trời vào buổi chiều tại Paris và các vùng ngoại ô xung quanh và một số cuộc thi trở nên khó khăn hơn. Bóng truyền bãi biển tại tháp Eiffel vòng loại các môn xe đạp BMX tự do tại Place de la Concorde và vòng bán kết bầu dục tại Stade de France đều diễn ra một phần hoặc toàn bộ ngoài trời. Trước thêm thế vận hội, một số vận động viên đã thúc giục điều chỉnh thời gian sự kiện để tính đến tác động về mặt thể chất khi thi đấu ở nhiệt độ cao và nguy cơ say nắng. Một số khu vực ở miền nam nước Pháp đang trong tình trạng báo động cảm, mức cảnh báo, mức cảnh báo cao thứ ba với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở một số địa điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.